chiếu vui vẻ cho mọi người nhìn. Lúc này nhà mình sẽ có mặt trời vào đây. Khi mặt trời vào đây thì mình đang rất là hứng để quay video này. Ô, chưa thấy nhà ở đây đây. Đó, hơi le loi một chút. Đợi khoảng tầm 15 phút nữa là mặt trời sẽ xuống gần đây rồi. Nắng kìa. Ra ngày nào ở Hà Nội cũng có nắng này luôn. Đây mọi người thấy tóc của mình hôm nay uốn lên ok không? Đây là mình dùng size 25 nhá. Lọ uốn size 25 thì sẽ được tóc như thế này. Và ngày hôm nay thì tóc mình có hơi bút sát một chút rồi. Nhưng mà mình muốn review mascara chuốt tóc này. Khi mình buộc lên ý, thì mọi người có thể thấy là chỗ này có rất là nhiều tóc con đúng không? Đó, thì đây là cái giải pháp mình có thể giúp cho tóc của mình gọn gàng hơn. Không biết hai em này có dùng thích hay không, nhưng mình vẫn muốn là sẽ tổ chức giveaway nho nhỏ tặng hai em này cho hai bạn may mắn chúng giveaway của mình lần này. Và tại vì là lâu lắm rồi mình không tổ chức giveaway, và thể lệ của giveaway thì sẽ để cuối video này, và đừng quên xem đến cuối video này của mình nhé. Mình thấy em này khá là hot, thế cho nên là mình muốn mua về để test cho mọi người xem là công dụng và hiệu quả của em này có như lời đồn không, để chuột bạch cho mọi người xem là em này có đáng đồng tiền không nhá, để xem là em này sẽ giữ nếp tóc của mình trong bao nhiêu lâu nhá. Ok, buộc tóc lên nào. Chắc là mình nghĩ mình sẽ buộc nửa thôi. Thật ra tóc mình hôm nay có sáp rồi cho nên là tóc mình mới được kiểu ôm như này ấy. Đó, nhưng mà nó vẫn kiểu hơi tẽ lại này, da này nó không còn đẹp đúng không, thì mình sẽ buộc nó lên trước đã. Kéo phồng cái đoạn tóc này lên để cho cái tóc mình có độ phồng và nó tròn đầu. Đó, đó là cách mà mình hay búi tóc lên những cái lúc mà mình muốn tóc mình gọn gàng. Em này là Hà Nội địa Trung Quốc, có hạn sử dụng là 3 năm. Mình mua của hãng Cons. Đấy, nói chung là như thế. Bây giờ mình sẽ test ra nhá. Mùi nó rất là thơm, kiểu như là dành cho tóc. Mà em này không có màu gì cả. Nhìn nào. Vuốt nó lên. Chỗ này là mình cắt mái này, nó hơi rơi. Hay rơi nhất. Đó. Sẽ vuốt lên nó gọn gàng như thế này. Muốn nhiều thì lấy nhiều, muốn ít thì lấy ít. Được phết mọi người ạ. Đây nó sẽ trải bị tóc mình như thế này, gọn gàng như thế này. Đấy, ở trên này cũng gọn gàng luôn. Và mình không cần phải sử dụng cặp tăm cũng như là gôm. Gôm thì nó hơi có mùi. Để mà làm gọn tóc như thế này thì sử dụng em này ok mọi người ạ. Cũng được đấy. Mình đặt mua ở Trung Quốc ấy, nên là mình không có nơi, không có cái địa chỉ cụ thể để có thể là chia sẻ mọi người. Thế nên là mình sẽ tổ chức giveaway cho mọi người. Đây nha, ví dụ là chỗ này mình cũng muốn nó thả ra cho nó tự nhiên đúng không? Thế là mình sẽ test cho mọi người xem này. Độ lên của em nó như thế nào. Thế là mình sẽ không thả nữa. Đây. Ngủ trông cũng được đấy. Khi mà động lên ý, thì nó hơi ướt, một lúc sau này nó khô luôn và nó sẽ bám trên đầu mình như thế này. Sau khi mà sử dụng em này xong thì mình sẽ có sự so sánh nhất định. Giữa gôm và giữa em này thì chỉ cần một cái gì đó như ví dụ như cái này này mà chạm vào tóc mình thôi là em nó cũng sẽ kiểu bị bung ra ấy. Thì nó sẽ không như là cái gôm cứng. Và cái gôm mềm như mình hay sử dụng này, nó cũng kiểu thuộc cái dạng như thế này. Và gôm mềm này sử dụng cũng rất là tốt, và cũng sẽ giữ nếp tóc của mình, cũng có khả năng làm cho tóc mình mượt và gọn gàng hơn rất là nhiều. Và em này dễ dàng có thể mang vác đi mọi nơi luôn, như kiểu là du lịch này, đi làm hoặc là đi học này thì đều có thể mang em này đi giống như là một cái bút. Ví dụ em này cũng có một cái size mini, nhưng mà em nó cũng khá là tốn diện tích. Và cái điểm mình thích của em này là chính là gọn gàng. Mùi của nó rất là nhẹ nhàng thôi, và khi mà lên tóc của mình không có một chút mùi gì cả. Ngược lại gôm thì lại có mùi. Gôm hoặc mùi đôi khi có thể là có mùi hòa quyện với nước hoa của mình luôn. Đó là cái vấn đề mà em này có thể giải quyết được. Và giá thành khá là rẻ, cũng bằng tiền lọ gôm, hoặc là có thể rẻ hơn. Có thể mua về để sử dụng được. Đó, thì video này mình sẽ không bàn luận về giá của mỗi người khác nhau. Và mình nghĩ là khi mọi người dùng thì mọi người sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Đừng có kiểu như là 3-4 lần như mình, trông cũng hơi bết rồi đấy. Đó, sau khi mặt tóc mình đã tròn đầu như thế này rồi
Thì mọi người có thể thấy hai vết bò liếm của mình đúng không? Nhiều người kiểu khen cái đường chân tóc của mình đẹp ấy, nhưng mà mình không thấy đẹp một chút nào cả. Hai bên này đều bò liếm. Thế nên là mình phải sử dụng cái gọi là gì ta? Cái này gọi là concealer cho tóc. Concealer cho tóc thì sẽ làm cho tóc mình rất là thật. Nó sẽ đánh khối cho tóc của mình. Dặm lên như là phấn phủ bình thường. Đó, mình sẽ dặm vào những cái vết bò liếm để cho tóc của mình sẽ tròn đầu hơn. Ok, và nếu bạn nào mà có nhu cầu sử dụng em này thì mình sẽ tặng cho hai bạn may mắn trúng giveaway của mình. Và thể lệ thì rất là đơn giản thôi. Like, share video này lên tường Facebook nha các bạn. Và đừng quên gắn link Facebook của các bạn ở dưới này để mình dễ dàng tìm thấy các bạn nha. Và bây giờ chỉ cần biết là em nó sẽ để trên đầu của mình được khoảng bao nhiêu tiếng thôi. Ok, bây giờ đi chơi ngoài đường thôi. Một chiếc outfit đơn giản của tôi đi ra ngoài đường này. Em đi đâu chơi đây? Em về đây. Ui, em về đây, em về đây. Tôi phải kiểu kiếp trông chóng rồi các bác ơi. Mệt quá. Nào, Nguyên. Nguyên chưa? Ok, hy vọng là mọi người đã thích video này. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Hẹn lại mọi người trong video sau nha. Bye. Như vậy nào, quả nắng này tốt. Kiểu như có một cái tinh thần làm việc thực sự luôn ý.